Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Lắng Gió Vùng Cao. Ngày hôm nay thì mình sẽ mời các bạn đi khám phá trải nghiệm một cái phiên chợ ở rất là cao, rất là xa của huyện Mường Khương. Đó, đây là một cái phiên chợ của đồng bào người Mông, người Lùng, người Dao. Chợ này có tên là chợ Cao Sơn các bạn nhá. Đó, các bạn thấy cái tên Cao Sơn thì nó rất là cao và rất là xa rồi, ở trên những ngọn núi rất là cao. Đó, thì hiện tại giờ mình đang ở khu vực gần cái lối đi vào chợ. Đó, bây giờ mời các bạn cùng mình đi khám phá trải nghiệm chợ phiên Cao Sơn, xem ở trên này chợ phiên người ta bán những mặt hàng gì và có phong phú thú vị như những chợ khác không các bạn nhé. Thôi mời các bạn cùng mình vào trong chợ. Nó lúc này đang là tầm 9 giờ kém các bạn này. Đó, chợ trên này họp khá là muộn và ở đây mình có gặp một số đồng bào người ta đi chợ này. Chào cô nhá, chào em nhá. Đây là hai mẹ con à? Hai mẹ con là đi chợ đấy. Thế hôm nay là đi mua gì hay là đi chơi chợ thôi em? Đi chơi đấy à? À, bây giờ mới đến nhà em một cách đây xa không? À, không biết nói à? Thế nhà cô cách đây có xa không? Nhà xa không? Trong này luôn à? Vâng, đúng rồi. À, đồng bào trên này rất là vui tính. Chào cô nhá. Cô đi chợ à? Vâng. Đó, người Mông các bạn ạ, người ta đang đi chợ. Lúc này là vẫn còn sớm bạn nhá, tầm 9 giờ. Đó, chợ trên này nó họp khá là muộn bởi vì là những ngôi làng nó cũng cách cái ngôi chợ này cũng khá là xa, nên là để đến được cái phiên chợ này thì mọi người phải di chuyển một quãng đường cũng mất khá nhiều thời gian, nên là khi đến đây thì cũng tầm khoảng 8 rưỡi 9 giờ. Đó, thì lúc đấy thì mọi người mới đến chợ và chợ lúc đó mới đông các bạn nhé. Ở đây là các bà, các cô, các anh, các chị này đang đến chợ này. Đó, người ta đi xe máy ở trên này, người ta chủ yếu là đi xe máy là nhiều, đặc biệt là cái dòng xe Win này, nó gầm, nó cao, máy nó thoáng và gầm cao thì đi nó không bị chạm gầm ở những chỗ khó như là chỗ có nhiều đá ấy. Đó, bởi vì trên vùng cao đâu phải là lúc nào cũng có đường đẹp đâu các bạn, trên vùng cao nhiều khi là đường rất là xấu luôn. Đó, mọi người đang đi chợ này, đèo ba đèo bốn, người ta đi chợ người ta đèo có khi nào cho cả nhà đi cùng ấy. Như nhà này chắc chắn là còn hai vợ chồng với một người con này. Đó, đang đi chợ. Đó, quay cho bạn xem quả xe này. Đấy, quả xe máy này là sắp dụng cái đằng sau rồi. Đó, người ta phải buộc cái dây. Em chào anh nhá, anh đi chợ anh. Đi chợ. Nó sắp dụng cái đằng sau rồi, người ta phải buộc cái dây để cho nó đỡ rơi này. Đó, các bạn thấy này, trên vùng cao khổ lắm. Đó, đây còn chìa khóa đút túi à? Chìa khóa đút túi nó sắp hỏng ổ ấy nhỉ? Đấy, để nếu mà để như thế nó sẽ bị rơi đúng không? Để như thế mà mình đi xe nó sẽ bị rơi, nên là chìa khóa sau khi mà nổ máy xong nó đút túi. Đó, trên này mọi người để xe ở dọc đường các bạn này. Đó, bởi vì trên này là không có chỗ để xe hay không có bãi để xe, nên là mọi người đi chợ thì để xe ở dọc hai bên đường luôn. Em này học lớp mấy rồi? Thế hôm nay không đi học à? Nay đi chợ rồi á, nay xin cô giáo nghỉ đi chợ à? À, học lớp 8. Học lớp 8 nhưng mà thấp này đó, thấp bé này á. Ăn nhiều cơm mà mới lớn nhá. Thấp bé này, lớp 8. Hôm nay là xin cô giáo nghỉ đi chợ. Cứ phiên nào cũng thế à? À, phiên nào cũng thế, cứ thứ tư là xin cô giáo nghỉ đi chợ. Ở trên này là chợ phiên người ta họp vào một buổi duy nhất trong một tuần ấy. Một tuần có một buổi thôi, nên là bà con tranh thủ đi chợ khá là đông để mua sắm cho mình, cho gia đình mình những mặt hàng cần thiết. Như ở khu ngoài này người ta bán những cái lồng sắt này, có lồng sắt úp ngan gà vịt các thứ. Rồi là bán những cái chảo. Cái chảo này để bà con trên này là nấu cám lợn nhá. Hoặc là những cái việc mà đám cưới ấy, có đám gì người ta dùng những cái chảo này người ta nấu thức ăn, nó mới được nhiều để phục vụ cho đông người ấy. Đó,
Đây là khu vực người ta bán mía gọi này. Trên này thì là người ta rất thích ăn mía gọi nhá. Rất thích ăn mía. Đó, mía thì là trên này trồng nó khó lắm. Trồng ở những cái khu vực nó thấp thấp ấy, xong là mang lên trên này bán. Và đặc biệt bà con ở trên này người ta thích ăn mía cơ, nên là người ta mang trên này bán. Chào em nhá, bán mía hả em? Cái này là dốc xong là bán cho bà con đấy nhỉ? Cái này là cũng để trồng được luôn đấy nhỉ? Dốc cho đẹp. Cái này là mình cũng để trồng được luôn đúng không? Bây giờ cho trồng đến Tết mới trồng được. Tết mới trồng được, nhưng mà nó có cái mắt này là trồng được nhỉ? Trồng được nhưng mà bây giờ lạnh ấy. Ừ, lạnh nó không lên nhỉ? Cái này trồng ở chỗ... Cái này trồng chủ yếu ở khu vực nào em? Thì đâu cũng là mía mà. Thế cái này mình trồng ở trên. Cái này người ta cũng trồng ở gần khu vực này luôn. Rồi, trồng mía bạn này. Mía trong... Nói chung là ở mía thì ngày xưa miền Bắc thì trồng khá là nhiều. Nhưng mà bây giờ cũng người ta cũng trồng ít đi rồi. Đó, mía này thì người ta vừa để ăn này, vừa cũng có thể là ép ra lấy nước uống nhá. Đó, trên vùng cao thì là trồng mía này nó khó, nên là bà con có thể tận dụng được, có thể uống, có thể ăn đó. Đối diện bên kia là một cái nhà mà người ta bán hàng hóa này, xong là người ta có cái đống củi sưởi này đó. Trên này nó rất là lạnh nên là người ta hay đốt cái đống lửa đây này để sưởi sưởi ấm nhá. Đó, ngoài lúc bán hàng ra thì người ta ngồi đây sưởi ấm này, sưởi lửa ấy. Bởi vì trên này nó rất là gió rét cực kỳ các bạn ạ. Đó. Xin chào nhá. Bà con trên này đi chợ, lúc này người ta đến chợ mới nhiều này. Trên này là gió lắm con ạ, cực kỳ là gió luôn ấy. Chẳng qua là mình đang dùng cái mic mà nó có cái lọc gió nên là các bạn không nghe tiếng gió nó ù ù thôi. Rồi, chỗ này là mình thấy người ta bán những cái trang phục của người Mông. Trang phục người Mông thì có nhiều trang phục khác nhau lắm, nhưng mà chủ yếu là người ta có những cái màu chủ đạo như là màu đỏ, màu đen, màu xanh này, nó rất là sặc sỡ. Đặc biệt là quần áo váy của phụ nữ ấy thì rất là nhiều màu sắc. Đàn ông thì trang phục của họ là cũng đơn giản thôi, chủ yếu là màu đen. Ở đây thì người ta bán những cái bộ này, nhìn là những bộ đẹp. Bộ này cứ tìm tiền triệu các bạn nhá, hơn 1 triệu đến 2-3 triệu cũng có. Bộ này chủ yếu là người ta mặc trong những cái dịp lễ hội hoặc là những dịp mà đi chơi Tết các bạn ạ. Đó, ra chợ thì nói chung là cũng ít khi mặc lắm. Ra chợ thì cũng có một vài người mặc thôi, nhưng mà chủ yếu là những bộ này này trong cái dịp mà lễ hội vùng cao như là lễ hội Gầu Tàu này và những cái dịp mà đám cưới đó thì là người ta hay mặc những cái bộ này, nó rất là đẹp. Bộ này có thể là kèm theo cả mũ nữa nhá. Đó, kèm theo cả mũ nữa. Bộ này là bộ áo váy. Đây là một quán. Xin chào mấy chị em nhá. Đi chợ hay là đi chơi đấy? Đi chợ bán quần áo ạ. À, quần áo. À, đây là gian hàng của bọn em đây à? Vâng. À, như cái này là những cái bộ đỏ đỏ đây này, bộ này bằng mấy tiền hả em? À, 1 triệu thôi ạ. 1 triệu thôi à? Vâng. À, rồi, cảm ơn em nhá. Vâng. Đây, cái này là những cái đồng bạc thật đúng không? Vâng, đây là loại treo giả bán đấy anh ạ. À, bạc giả đúng không? Vâng. Ừ, không phải bạc thật. Vâng. Bạc thật thì đắt hơn đấy nhỉ? Vâng, bạc thật thì nó đắt đấy. Bạc thật thì nó mấy triệu ấy nhỉ? Vâng. Thì nó cái bạc nó rất là giá trị, nó rất đúng là đắt rồi. Tiền. Thôi, chào các em nhá. Nó phải mất 2-3 triệu thôi. Nếu mà bạc thật thì mất 2-3 triệu. Bạc này là bạc giả thôi, trang trí cho nó đẹp thôi. Rồi, chào các em nhá. Đó, sang bên này cũng thế này. Rồi, sang bên này cũng có những bộ trang phục này. Đó, người Mông người ta hay có những cái lều nó nhỏ nhỏ này. Còn là những cái lều di động ấy, gấp lại được. Đó, các bạn thấy chưa, tầm này tầm 9 giờ. Như những chợ ở vùng thấp dưới kia là tầm này người ta có khi là đang dọn hàng về các bạn ạ.
đang dập dạp dọn hàng rồi đấy. Nhưng mà trên này thì chợ lúc này mới bắt đầu mới có người nhiều này, đến chợ. Đó, ra khu vực này là khu vực người ta bán quần áo đổ đống này. Quần áo này quần áo rẻ tiền người ta đổ đống đây. Đó, bán nó cũng rẻ thôi nên là bà con đến đây mua về mặc trong dịp mùa đông. Đợt này đang rét lắm con ạ. Mặc dù là không khí ở như mạn dưới, các bạn thấy dự báo thời tiết thì nó tầm khoảng như miền Bắc tầm khoảng 17 độ thôi, 18-19 độ, nhưng mà trên này còn thấp hơn nhá. Trên này tầm khoảng 15-16 độ, có cái chỗ nào 12-13 độ thôi, như khu vực này tầm khoảng 12-13 độ, rất là rét các bạn ạ. Trên này rét lắm, nó không như vùng thấp đâu, cũng là miền Bắc nhưng mà trên này nó cao quá. Đó, các bà con đến đây mua quần áo khá là nhiều, các bạn thấy chưa, chợ quyền vùng cao hay chưa, đó, tha hồ mà nhặt, nó cũng rẻ thôi. Đây mình bán cái này rẻ à? Đấy, cái loại này thì dễ bán nhỉ, nó rẻ rẻ dễ bán. Bà con trên này người ta cũng không phải là những người có nhiều tiền ấy, người ta thu nhập người ta cũng thấp thôi, nên là rẻ mà. Bán rẻ thôi nhỉ. Ngày xưa thì nó nhiều loại đắt nhưng bây giờ nó rẻ. Bây giờ rẻ rồi. Nên bà con trên này người ta chỉ mua được những cái mặt hàng nó rẻ rẻ tiền, những quần áo nó rẻ tiền thôi, quần áo đắt tiền thì người ta không có tiền mua ấy. Đó, quán này khá là đông, bây giờ mọi người đến chợ cũng rất là nhiều này. Đó, đến chợ mua sắm, quán thấy chưa, trên chợ vùng cao hay chưa, rất là hay, rất là hấp dẫn luôn. Đó, trên này là mình thấy người ta bán cá này các bạn này. Chợ này là ít người đến lắm các bạn nhá, ít người đến ghi hình chụp ảnh lắm, bởi vì là trên này nó cao và rất là xa luôn. Ở đây người ta bán cá rô phi này, đó, cá chấm này. Đó, trên này kiểu lạnh quá, cao quá, không nuôi được cá nên là người ta mang trên này cá bán, và nên là người ta mang cá lên trên này người ta bán này. Đó thì là cũng khá là chạy hàng. Đó, ở đây thì các bạn thấy nó có những cái sục này. Cái này chạy bằng bình ắc quy. Bình nhà mình 12V nhỉ anh nhỉ? Bình 12V. Đó, có cái sục này cho cá nó có oxy thì nó không bị chết ngạt đấy. Đó, trên này người ta chủ yếu là bán cá rô phi đơn tính với cả cá chấm, cá chép thôi, những loại cá thông dụng thôi. Đó thì bà con mới mua được, còn những bán loại cá đắt tiền quá thì là bà con không có tiền mua nhá. Đó. Trên này cuộc sống bà con vất vả lắm con ạ. Vất vả lắm. Cuộc sống nghèo. Ở đây thì mình thấy có hàng bánh rán này. Đó. Cô này là cô. Vâng, chào cô nhá. Cô là cũng người Lùng nhỉ cô nhỉ? Vâng. Đấy, bánh rán, rán ở chào luôn này. Đó. Vâng. Cái này kê hòn đá luôn, kê ba hòn đá để làm cái kiềng và rán. Đun cái chảo mỡ rất là to, rán. Các bạn thấy là chợ phiên vùng cao nó rất là đơn giản, đơn sơ mộc mạc thôi. Đó, đơn sơ mộc mạc là kê đá để rán. Chín bánh. Đó, bánh rán nóng hổi, nóng hổi phồng luôn. Đó. Một cô người Lùng bán bánh rán cho bà người Mông. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Hơn 70, 80 tuổi rồi. Đó, bà vẫn khỏe đi chợ. Nhà bà gần đây không hả bà? Gần đây mà. Gần đây à? Đó, chúc bà nhiều sức khỏe bà nhá. Đấy, cứ có sức khỏe thì là mình đi chơi chợ thôi nhà. Và trông nom nhà cửa thôi. Bây giờ tầm này cũng già rồi nên là không hết sức lao động rồi. Chỉ chăm sóc nhà cửa, trông nom nhà cửa thôi nhà. Rồi, chào bà nhá, chào cô nhá. Bên này các bạn ơi. Ở bên này ta bán gà các bạn nhé. Gà trên bản. Đó. Nuôi cho nó ăn ngô luôn này, ăn trực tiếp ngô luôn. Nó ai có nhu cầu mua là mua, gà trên bản rất là ngon các bạn ạ. Ăn ngô nghiền này. Đó. Có cái máng ở đây luôn, vệ sinh xong là người ta cho nó chảy ra cái hố lên luôn này. Xuống cống luôn này. Đó. Đó, có hệ thống máng đỡ.
Gà trên bản thì cực kỳ là ngon, cực kỳ tuyệt vời các bạn ạ. Rất là ngon đấy các bạn nhé. Thịt gà trên bản rất là dai. Gọi là gà bản mà. Đó, sang bên này là dãy bán bánh rán các thứ. Sang khu vực này người ta bán rau các bạn này. Mùa này trên này là chủ yếu là bán rau cải là nhiều. Rau cải của người Mông cũng rất là ngon. Này rau cải người Mông nó có những cái dạng như kiểu hơi gai ở cái lá ấy. Ăn mới đầu nó hơi đắng đắng và sau đó rất là ngọt luôn nhá. Đó. Chào bà nhá. Trên này bà con trên này. Vâng, trên này bà con rất là thân thiện cực kỳ. Vâng. Cái chỗ để làm từ hạt gì hả chú? Làm từ hạt gì đây ạ? À, không biết nói đâu. Cái này làm từ hạt cây, hạt lúa mì này. Đó. Ta làm rất là công phu, quét nhà cực kỳ là sạch luôn. Bạn nào mà muốn trải nghiệm cái chỗ này thì các bạn có thể liên hệ với mình để mình lấy gửi cho các bạn nhé. Đó, mình lấy hàng chủ yếu là lấy của bà con ở trên này, không gửi hàng đi cho các bạn thôi. Đó, trời ơi, cách nhà cực kỳ là sạch. Chỗ này người ta bán rau bí bạn này. Bí lon. Đó, quả bí lon bao tử rất là ngon luôn. Nói chung là trên này bà con có một cái sản phẩm nông sản trồng được cái loại gì thì người ta mang ra chợ người ta bán nhé các bạn nhé. Đây là hai mẹ con cộng nhau ra chợ này, đi chơi chợ. Hai mẹ con đi chợ à? Hai mẹ con đi chợ. Thế bây giờ mới đi hay là về, chuẩn bị về rồi? Bây giờ mới bắt đầu đi à? Chị bao rủ không nói được, không hiểu tiếng Kinh mấy. Rồi, chào em nhá. Đó, chỗ này tiếp tục còn hàng rau các bạn này, hàng rau củ quả. Hàng quần áo nữa. Ở hai bên đường. Trên này thì nào, chợ phiên người ta phải căng bạt này các bạn này. Đó, căng những cái bạt rất là to luôn, tránh mưa, tránh nắng. Bên này thì người ta không có những cái gian hàng cố định như chợ vùng thấp ấy. Người ta phải căng bạt. Đó, bà con đang đi chợ rất là đông kìa. Chợ này nó rất là mộc mạc, nó không quá là tấp lập ổn ã như kiểu là chợ Bắc Hà hay là chợ Cốc Ly hay là một số những cái phiên chợ lớn khác. Chợ này rất là đơn sơ mộc mạc, mang đậm bản sắc vùng cao nhé. Nên là người ta mang cá lên trên này người ta bán này. Đó thì là cũng khá là chạy hàng. Đó, ở đây thì các bạn thấy nó có những cái sục này. Cái này chạy bằng bình ắc quy. Bình nhà mình 12V nhỉ anh nhỉ? Bình 12V. Đó, có cái sục này cho cá nó có oxy thì nó không bị chết ngạt đấy. Đó, trên này người ta chủ yếu là bán cá rô phi đơn tính với cả cá chấm cá chép thôi, những loại cá thông dụng thôi. Đó, thì bà con mới mua được, còn những bán loại cá đắt tiền quá thì là bà con không có tiền mua nhá. Đó, trên này cuộc sống bà con vất vả lắm các bạn ạ. Vất vả lắm, cuộc sống nghèo. Ở đây thì mình thấy có hàng bánh rán này. Đó, cô này là cô. Vâng, chào cô nhá. Cô là cô người Lùng nhỉ cô nhỉ? Vâng. Đấy, bánh rán, rán ở xào luôn này. Đó. Vâng. Cái này kê hòn đá luôn, kê ba hòn đá để làm cái kiềng và rán. Đun cái chảo mỡ rất là to, rán. Các bạn thấy là chợ phiên vùng cao nó rất là đơn giản, đơn sơ mộc mạc thôi. Đơn sơ mộc mạc là kê đá để rán. Chín bánh. Đó, bánh rán nóng hổi phồng luôn. Đó. Một cô người Lùng bán bánh rán cho bà người Mông. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Hơn 70. 80 tuổi rồi. Đó, bà vẫn khỏe đi chợ. Nhà bà gần đây không hả bà? Gần đây à. Đó, chúc bà nhiều sức khỏe bà nhá. Đấy, cứ có sức khỏe thì là mình
đi chơi chợ thôi nhà. Và trông nom nhà cửa thôi, bây giờ tầm này cũng già rồi nên là không hết sức lao động rồi. Chỉ chăm sóc nhà cửa, chăm nom nhà cửa thôi nhà. Rồi chào bà nhá, chào cô nhá. Bên này các bạn ạ. Rồi bên này ta bán gà các bạn nhé. Gà trên bản. Đó. Nuôi cho ăn ngô luôn này, ăn trực tiếp ngô luôn. Nó ai có nhu cầu mua là mua, gà trên bản rất là ngon các bạn ạ. Ăn ngô nghiền này. Đó. Có cái máng ở đây luôn, vệ sinh. Xong là người ta cho nó chảy ra cái hố lên luôn này. Xuống cống luôn này. Đó. Đó, có hệ thống đỡ máng đỡ. Gà trên bàn thì cực kỳ là ngon, cực kỳ tuyệt vời các bạn ạ. Rất là ngon đấy các bạn nhé. Thịt gà trên bàn rất là dai. Gọi là gà bản mà. Đó, sau bên này là dãy bán bánh rán các thứ. Sau khu vực này người ta bán rau các bạn này. Mùa này trên này là chủ yếu là bán rau cải là nhiều. Rau cải của người Mông cũng rất là ngon. Này rau cải người Mông nó có những cái dạng như kiểu hơi gai ở cái lá ấy. Ăn mới đầu nó hơi đắng, về sau đó rất là ngọt luôn nhá. Đó. Chào bà nhá. Trên này bà con trên này. Đây cái người nào đây? Vâng, trên này bà con rất là thân thiện. Thân thiện cực kỳ. Vâng. Cái chỗ này làm từ hạt gì hả chú? Làm từ hạt gì đây ạ? À, không biết nói đâu. Cái này làm từ hạt cây, hạt lúa mì này. Đó. Và làm rất là công phu, quét nhà cực kỳ là sạch luôn. Bạn nào mà muốn trải nghiệm cái chỗ này thì các bạn có thể liên hệ với mình để mình lấy gửi cho các bạn nhé. Đó, mình lấy hàng chủ yếu là lấy của bà con ở trên này, không gửi hàng đi cho các bạn thôi. Đó, trời, cách nhà cực kỳ là sạch. Chỗ này người ta bán rau bí các bạn này. Bí lon. Đó, quả bí lon bao tử rất là ngon luôn. Nói chung là trên này bà con có cái sản phẩm nông sản trồng được cái loại gì thì người ta mang ra chợ người ta bán nhé các bạn nhé. Đây là hai mẹ con cộng nhau ra chợ này, đi chơi chợ. Hai mẹ con đi chợ à? Hai mẹ con đi chợ. Thế bây giờ mới đi hay là về, chuẩn bị về rồi? Bây giờ mới bắt đầu đi à? Chị vào rủ không nói được, không hiểu tiếng Kinh mấy. Rồi, chào em nhá. Đó, chỗ này tiếp tục là hàng rau các bạn này, hàng rau củ quả. Hàng quần áo nữa. Ở hai bên đường. Trên này thì là chợ phiên người ta phải căng bạt này các bạn này. Đó, căng những cái bạt rất là to luôn, tránh mưa, tránh nắng. Bên này thì là người ta không có những cái gian hàng cố định như chợ vùng thấp ấy. Người ta phải căng bạt. Đó, bà con đang đi chợ rất là đông kìa. Chợ này nó rất là mộc mạc, nó không quá là tấp lập ồn ào như kiểu là chợ Bắc Hà hay là chợ Cốc Ly hay là một số những cái phiên chợ lớn khác. Chợ này rất là đơn sơ mộc mạc, mang đậm bản sắc vùng cao nhé. Đó, người ta bán chuối là rau củ quả, trên này trồng được rau thì là bán rau đấy các bạn nhé. Đó, tí nữa mình về mình mua ít rau cải người Mông về ăn các bạn ạ, rất là ngon luôn, rất là tuyệt vời. Bên này cũng là một cái gian hàng bán quần áo này. Quần áo rẻ tiền và người ta nói bằng tiếng Mông ấy. À, xin chào nhá. Đúng rồi. Thế hôm nay là hai vợ chồng bán quần áo ở trên này à? Ôi, chỗ này phải kê nhiều ghế này á. À, phải kê. Ủa, thế thì phải đến 10 cái ghế nhỉ? Hơn 20 ghế nhưng mà kê có khoảng 11 ghế thôi. À, rất nhiều ghế luôn. Chỗ này thì ồ, chỗ này nó ấy nhỉ, chỗ này
cái chỗ bán hàng của mình nó hơi bị khó khăn đấy nhỉ. Chỗ này nó không có cái nền đất, nó phẳng phẳng nên là phải chợ này chưa làm được chợ nên bán ngoài đường. Bán ngoài đường, cái chỗ này nó này mấp mô ấy nhỉ. Mấp mô xong là nó gặp ga gành này. Đây trên vùng cao rất là khổ. Chợ thì làm xong chưa đưa vào hoạt động. À họ cũng làm cái chợ mới cách đây có xa không? Đằng sau này. À đằng sau này à, nhưng mà chưa cho vào hoạt động. Chắc là phải sang năm ấy nhỉ. À, chờ huyện duyệt. Nhưng mà thường thường bây giờ những cái chợ này nên bây giờ người ta thường thường ra Tết ấy, người ta bắt đầu mới chuyển chợ, nó bình tĩnh thoải mái được. Bây giờ gần Tết chuyển chợ rất là khó luôn ấy. Ôi, chào hai vợ chồng nhá. Lắng gió vùng cao. À, ok nhá, chào nhá. Cái cây này gọi là cây gì mình biết không? Gọi là cây tạp đâu. Cây tạp quả của nó ăn được không? À, em quả này có ăn được không? Ở chỗ này có một cái cây có cái quả khá là hay này. Đó. Quả rất là nhiều luôn các bạn nhé. Để mình hỏi xem ở đây là cây gì. Anh ơi, em cho em hỏi một chút. Anh cho em hỏi một chút, cây này gọi là quả nó có ăn được không? Có chứ. Ăn được à? Ăn được mà. Nó tên là gì hả anh? Không biết được. À, không biết tên à? Nhưng mà quả nó ăn ngon á. Quả ăn ngọt lắm. Nó người ta bảo là cây này quả ăn rất là ngọt. Các bạn nào mà biết tên nó là gì, các bạn cho mình xin ý kiến nhá. Đó. Quả cực kỳ là ngọt luôn. Nó vàng này. Vàng đỏ đỏ này. Đó. Đó, các bạn nào biết quả gì, các bạn cho mình xin ý kiến xem nó gọi là quả gì. Mình thấy lạ quá các bạn ạ. Đó. Bây giờ tiến dần vào trong chợ các bạn nhé. Wow, gió rất là rét luôn. Trên này là người ta bán hàng rau củ quả ở ngay bên đường này. Chào ông nhá. Vâng ạ. Bên này cũng là hàng bánh rán các bạn này. Bánh rán người ta lặn. Chào cô nhá. Thế cô mình lặn bánh rán luôn, xong mình rán là cô nhỉ. Cái này người ta lặn. Vâng, cái này là lặn nhà luôn tại chợ này, xong là lặn thành bánh xong là rán luôn đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Trên vùng cao là rất là hay luôn. Rán vùng cao đấy, ăn vâng. Cái đi. Bánh rán vùng cao. Đây này mình nằm nhân đỗ rồi cô nhỉ? Vâng. Nhân đỗ. Đó, xong là rán lặn thành cái bánh rán tại chợ luôn, phục vụ cho bà con ăn luôn ở chợ này, nóng hổi luôn. Bánh rán nóng hổi. Ăn thử đi. Vâng. Rồi chúc cô bán được nhiều hàng cô nhá. Vâng nhá. Vâng. Đó, bánh rán rán ngay tại chợ. Rán được đấy. Vâng. Sang bên này các bạn này, sang bên này là người ta bán ở những cái chào anh nhá. Cái này là mình mua về mình mục đích của mình làm cái gì hả anh? Cái này này, nó sử dụng như thế nào hả? Không biết nói. Không biết nói. Thế về mình đựng cái gì? Chỉ mà lên tải. Đựng gạo. Hả? Đựng gạo đúng không? Đai gạo đúng không? Đai gạo. Cái này là phục vụ cho đám cưới, đám to to ấy nhỉ? Đấy. Thế là mình mua về để phục vụ cho đám cưới, là mình mua về dùng gia đình nhà mình thôi. Nhà mình thôi. Mình thôi à? Nhà mình dùng cái to phết nhỉ. Đó. Cái này là cái giá vo gạo, nếu mà nói như kiểu người Kinh ấy, thì gọi là cái giá vo gạo. Giá vo gạo của người Kinh ngày xưa thì người ta đan nát bằng tre lứa, tre là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì công nghệ hiện đại rồi, người ta dùng những cái giá của nó bằng nhựa này, hoặc là bằng kể cả bằng inox, bằng sắt cũng có nhá. Đó. Người Kinh bây giờ người ta dùng cái giá bằng nhựa, bằng sắt. Còn trên này người Mông người ta vẫn dùng cái giá bằng... Anh cái này đan bằng tre hay là bằng vầu anh? Tre. Bằng tre. Đó, đan cái giá bằng tre và nó rất là to, rất là cứng cáp.
cái này là về mình phải treo lên các bếp một thời gian mình mới dùng nó mới bền đúng không? Dạ. Nó có cái nó khô và nó có cái sấy trên bò hóng của các bếp ấy, đặc biệt là bếp củi ấy, thì nó rất là bền luôn. Cái này là nó to, dùng phục vụ cho đám cưới và có những đám làm hiếu mà nó to to, đám lớn ấy, nhiều người dùng, người ta phải dùng những cái giá như này để đong gạo này, đãi gạo cho nó sạch. Còn bên này là hàng giày dép, qua lại giày dép người ta bán ở ngay bên đường. Rồi chỗ này là hàng mỹ phẩm, mỹ phẩm. Xin chào em gái nhá. Em bán mỹ phẩm à? Sáng giờ bán được nhiều khách cho em. Ít thôi anh ạ, hôm nay chưa đông khách mấy. À hôm nay lúc này vẫn sớm mà nhỉ. Vâng. Rồi chúc em bán đắt hàng nhá. Vâng, và em cảm ơn anh nhá. Rồi. Đó, ngoài hàng mỹ phẩm ra còn có bán thuốc lào các bạn này. Thuốc lào thì là phục vụ cho những người nào mà thích hút thuốc lào thì hút, nó có nhiều loại lắm. Rồi hàng rau củ quả rất là nhiều. Sang bên này các bạn. Chào bà nhá. Chào anh nhá, em xem này một chút. Vâng vâng. Và cái chỗ này là trang phục của người Mông. Dành như chỗ này là dành cho những trẻ em nam này. Trẻ em nam, con trai đấy. Đó, cũng có màu sắc màu tím tím này, màu đen đen này và cũng có nhiều cái bạc. Cái này cũng gọi là cái bạc giả thôi, không phải bạc thật. Đó. Một dãy đây. Bạc thật thì nó rất là đắt tiền, bạc giả thì nó rẻ thôi. Đó, trang phục của trẻ em trai. Ngoài ra thì có những trang phục của trẻ em gái nữa. Đó, trẻ em gái thì trang phục nó bé tí luôn này. Đây có cả những cái quần áo rất là bé luôn. Nó là bé tí đấy các bạn này. Đó, rất là đẹp luôn. Trang phục của trẻ em gái bé tí thì nhìn rất là đẹp. Bên kia cũng vậy. Ở đây có cả mũ này các bạn này. Đó. Mũ. Trên này cũng mũ này. Nhìn rất là xinh xắn luôn. Đây bên này cũng trang phục của trẻ em gái. Màu sắc màu tím. Rồi màu vàng, rất là nhiều màu. Nhìn cực kỳ là hấp dẫn, cực kỳ là đẹp các bạn ạ. Đó, tuyệt vời chưa các bạn ơi. Các bạn thấy nha, chợ phiên Mùng Cao rất là hay luôn. Anh xong kia còn nhiều nữa. Vâng. Sang bên này là gian hàng dao của người Mông, gọi là dao mèo này. Đó, kiếm và dao. Có rất nhiều loại dao. Nhưng mình thấy là những con này là con chặt tốt nhất rồi anh nhỉ. Con này chuyên chặt cưới, vâng. Chặt xương thoải mái. Con này là chuyên chặt này, chặt xương, chặt tre thoải mái luôn nhỉ, tre thoải mái đúng không? Tre xương thoải mái. Gốc tre gốc nhất là chặt được hết, cứng. Con này là tốt nhất. Quan nào mà lấy thì quan có thể lên đây với mình nha, mình sẽ lấy ở đây mình gửi cho các bạn này. Đó, những con dao của người Mông, gọi là dao mèo ấy, dao chặt. Con này là chuyên chặt, cực kỳ là chắc, cực kỳ là khỏe luôn. Đó, còn có những con dao bài chuyên thái này, đây con dao này chuyên thái này. Chắc cổ chi mà. Con dao này chuyên đi phát nhỉ, chuyên đi phát cỏ nhỉ. Anh cứ cầm được con. Đấy. Con này là phát cỏ. À, con này chuyên đi phát cỏ. Cổ chi vàng. Con chuyên thái chuyên phát cỏ. Còn rồi có những cái con vừa chặt vừa thái đấy cơ. Đó. Con này là đa năng nhất đấy nhỉ. Con này vừa chặt vừa thái này. Vừa chọc tiết lợn luôn. Đấy. Đưa đưa cho cháu mượn con này đi. Con này là con đa lăng nhất này, vừa chọc tiết lợn này, đó vừa đi rừng, vừa lấy củi, vừa thái thịt được. Con này gọi là đi sinh tồn trong rừng ấy, đi vào rừng thì là dùng con này là tốt nhất. Đó, nó rất nhiều công dụng. Một con này thôi có thể dùng được nhiều việc khác nhau. Không mua thì không có tái dựng gì đâu. Rồi em chào anh nhá. Gì đâu. Đó, bây giờ mình đi vào trong này các bạn ạ.
Ra chỗ này là bán sâm đương quy các bạn này. Sâm đương quy nào này sâm nó rất là tốt. Nào này sâm dễ dùng nhất, có thể là nấu canh, hầm xương, lá thì nấu canh, củ củ thì hầm xương, tần gà các kiểu, tăng cường bồi bổ sức khỏe. Người ốm yếu thì có thể dùng sâm đương quy để nấu canh, hầm xương, làm đồ tần cũng rất là tốt, tăng cường sức khỏe các bạn nhé. Và nếu bạn nào uống được rượu thì bạn có thể là ngâm rượu uống rất là thơm luôn, tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Đương quy là nhiều luôn các bạn ạ. Khu trong này là khu bán rau củ quả các bạn này. Rau củ quả, quần áo, bánh kẹo các thứ bán tổng hợp hết ở khu vực này luôn. Đó. Ôi. Nước đầy ven đường, ở giữa đường này. Đây thực ra nó đang là một con đường tỉnh lộ chạy qua đây này. Đây là chợ, người ta đang học ngay ở ven đường, à, giữa đường. Cái này nếu mà có cái ô tô nào mà đi qua đây thì cũng rất là khó di chuyển. Hai ô tô mà gặp nhau chỗ này thì cực kỳ là khó, tránh nhau cực kỳ là khó luôn. Bởi vì là đường rất là bé mà mọi người thì kiểu này không có chỗ đi ấy, nên là tránh nhau nó khó. Và cái chợ này thì gọi là đang là chợ tạm tạm thôi, chưa chuyển sang cái chợ mới được, nên là mọi người đi nhờ cái bề bán hàng cái đồng quá, không có chỗ mà đi rồi, kiếm được chỗ này đứng đó, lối đi bé tí này đó, chỗ này là nước không thể đi qua được, ô tô mà đi qua đây rất là khó, sợ bắn tung tóe lên. Đây là chỗ này người ta đang họp tạm ở đây thôi, mấy nữa chắc là ra Tết người ta mới chuyển sang chợ mới. Còn thấy chợ hay chưa? Bà con đi chợ rất là đông luôn, đó, các bạn thấy chưa? Kể cả những em bé này. Vừa lúc đầu mình gặp một em mình hỏi thì đã bảo là đang học lớp 8. Nhưng mà hôm nay xin nghỉ học để đi chợ. Ngoài em bé ra thì còn có rất nhiều những em khác bé tí này, nó học chắc là cấp 1. Cũng đi ra chợ rất là nhiều. Đây áo chụp ba lên người lớn. Đây áo phao anh mặc đầy bên trong đấy. Đấy nào bảo bên trong anh chọn. Chỉ cần lấy này lấy cái bùa để mang ra đổ cho. Đổ cho nó cho đồ thoải mái thôi. Áo phao chọn anh ơi. Đấy, mình thấy chợ họp ngay bên đường luôn. Anh ở bên ngoài đây. Chỗ này người ta bật cái loa hơi bị to luôn. Chỗ nào đấy các bạn chọn đi. Đấy, phao làm phao lưu thành đi để đối gọi vào chọn anh chơi. Quán sáng thành đi sáng sẻ. Quán ăn sáng quá này, ăn bánh rán xúc xích. Áo khác người lớn, áo khác trẻ con. Hàng quần áo này bán nó rất là nhiều, rất là chạy luôn. Đó, bật đợt này đang rét mà. Trên này nó cũng rét hơn chỗ đường thấp một nhiều nữa cơ. Thế nào người ta mua xong quần áo rất là nhiều luôn. Áo trẻ con đầy bên trong. Cái này áo trẻ con ở bên trong ấy. Thế cái nào bên trong này thử đi không? Đấy xong luôn một cái thôi. Cái này có rất là tàu, cái này cũng chọn quần áo bên trong. Đó. Nói chung là quần áo rất là chạy. Và hàng chăn màn nữa, chăn ga gối đệm nữa. Các bạn thấy chưa, chỗ này người ta căng bạt kín luôn con đường này. Đó. Đường đi nhá, bạt căng kín phủ lên luôn này. Phủ kín lên luôn. Đó, chỗ này là một hàng phở các bạn này. Và một quán phở này các bạn nhá. Chào ông bà nhá. Là hôm nay làm phở. Thế sáng ngày bán chạy hàng không bà? Cũng bình thường ạ. Vâng. Thịt lợn đen rất là ngon, tang thái rất là nhanh tay để phục vụ cho khách. Đó, nhanh tay để phục vụ cho khách.
khách đang chờ rất là lâu rồi. Khách rất là đông này, đang khách chờ đông đang chờ đây. Đó, trên này chỉ là thịt lợn đen này với cả phở đỏ, bún trắng, rồi là bún phở trắng cũng có nha, nhưng mà chủ yếu người ta thích ăn phở đỏ rồi, làm từ gạo lương ấy, nó rất là ngon, rất là thơm. Đó, hôm nay mình sẽ quay bạn xem một bát phở đỏ. Bát này bà vừa đang nhúng xong này. Đó, cho vào cái giỏ nhúng. Cho hành mà, đó. Trên này có người thì ăn hành, có người không ăn hành bà nhỉ? Vâng ạ. Đấy. Có người thì người ạ, có người không thích ăn máy ạ. Có người thì không thích ăn hành, có người thì thích ăn hành, đó. Thế là nhiều khi cứ phải hỏi là ăn hành hay không. Vâng. Đấy. Không ăn thì nó khắc bảo. Nếu mà không ăn thì người ta bảo là không ăn hành đâu nhá. Vâng, không ăn khắc bảo. Người ta tự nói ra. Đó, cho mì chính, gia vị các thứ vào. Hạt lêm các thứ. Hạt tiêu này, đó. Đây là cái nồi nước dùng. Nồi nước dùng chủ yếu là xương ống này, rồi là xương đầu, nó rất là ngon các bạn ạ. Đó. Nồi nước dùng này, tráng bát, rất là sạch sẽ luôn. Đó, văn hóa vùng cao. Đặc biệt là những món ăn ẩm thực ở chợ phiên vùng cao rất là ngon, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đó, mình xem nồi nước dùng một tí. Nó dùng rất là ngon các bạn ạ. Khói nghi ngút luôn. Đó, bên này là khách đang chờ này. Rất đông khách đang chờ ăn ở đây các bạn nhé. Đó, khách đang chờ ở đây các bạn ạ. Em bé ăn phở ngon thế nhỉ. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em ơi. Học lớp mấy rồi? Học lớp 3 à? Lớp 3 là 9 tuổi nhỉ? 7, 8, 9. Học lớp 3. Thế hôm nay là... Hôm nay có đi học không? Có à? Đang tranh thủ ra chơi là đi ăn sáng ấy nhỉ? Ở đây thì nào, chợ ở gần trường ấy. Nên là nhiều em học sinh là cũng tranh thủ giờ ra chơi ra ngoài này ăn sáng cùng bố mẹ nhé. Đó. Chỗ này người ta bán những cái đồ hàng tạp hóa, bánh kẹo rồi là bún phở. Chào em nhá, đi chợ em. Thế nào em còn đi học không? Không. À, thế em lấy chồng chưa? Lấy một lần rồi. Ui, lấy một lần rồi á? Thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi. Lấy một đời chồng rồi. Xong rồi thế lấy chồng hai chưa? Có nghe lấy chồng trước xong bỏ rồi á? Bỏ rồi, thế bây giờ lấy chồng thứ hai chưa? Chưa, à chưa lấy. Nhưng mà thế lấy lâu chưa mà bỏ? Được mấy năm thì bỏ. À, ok, chào em nhá. Đó, em gái 16 tuổi. Lấy một đời chồng rồi xong là thôi rồi. Chưa lấy chồng hai. Các bạn thấy chưa, chợ đông chưa? Lúc này thì mọi người đến chợ rất là đông, rất là nhiều luôn. Đặc biệt là hàng quần áo mua sắm rất là nhiều. Đó, trên này rét, mua sắm cực kỳ nhiều. Và chỗ này nào người ta bán hàng dọc theo con đường các bạn này. Đó. Bán dọc theo con đường này, chợ này nó kéo dài tầm khoảng một cây số bạn nhé. Đó. Không đến một cây, không một cây thì cũng sắp xỉ một cây số, nó rất là dài, nó cứ kéo dọc theo con đường này, rất là hay các bạn ạ. Cái một chế ớ gì? Hàng quần áo, à, hàng giày dép này. Đó, đang đi dọc con đường này, mình sẽ đi dọc hết con đường này luôn. Trên này hàng giày dép bán chạy chứ này, đó.
trên này là một tuần có một phiên ấy, nên là người ta mua hàng rất là nhiều. Mấy cả chợ nó xa ấy, tất cả ổ quạt này, tất treo này, tất treo lên cái này, bởi vì là quầy hàng thì nó bé ấy, quầy hàng bé mà hàng hóa thì là không nhiều, không thể bày hết được. Nên là như tất người ta phải treo này, đó lạ chưa, lần đầu tiên mình thấy tất treo như này nhá. Mình đi chợ phiên nhiều nhưng mà chủ yếu là người ta bày rất thôi, nhưng mà lần đầu tiên mình thấy là tất bằng tay là treo hết lên cái giá này. Đó, bạn thấy hay chưa? Tất người lớn, tất trẻ em là treo hết lên cái giá. Đó, hay thật đấy. Đó. Tranh nhau mua giày dép các bạn này, nhiều chưa? Tranh nhau mua luôn. Rất là chạy hàng. Trên này nếu như mà có sản hàng trên này bán thì cũng rất là ok ấy, nhưng mà kiểu là trên này nó chỗ nó ít, không có chỗ ấy. Nhưng mà lúc trước mình gặp hai vợ chồng kia là bán hàng, bán quần áo ấy, thì là còn không có chỗ mà bán, thì phải san cái chỗ mà như kiểu là cái chỗ vườn ấy, nó gập ghềnh, rất là khó bán, bởi không có chỗ. Đấy, bà già, một bà người Mông khá là nhiều tuổi nhưng mà vẫn còn mình vẫn bán hàng. Đó, bán ủng có thứ hàng hóa rất là nhiều bạn ạ, rất là chạy luôn. Đó, mình đang tiến đến khu trên này bạn nhé. Đó, cứ đi hạt dọc cái con đường này xong rồi tí lộn ở bên trong xem bên trong có những cái gì. Đó, hàng thuốc sâu rau giống này rất là nhiều. Và chỗ này là mình thấy có người ta bán hoa chuối các bạn này. Hoa chuối rồi là củ cải tím này. Hoa chuối rất là dài. Trước mình quay một cái lễ hội ở dưới Lục Yên, Yên Bái, người ta mang cả cái bồng chuối chín của chuối hoa của cây chuối rừng ấy. Thế đây là hoa chuối của nó bạn nhé. Đó, hoa chuối rừng. Hoa chuối này còn non này. Đó, non ăn được, chưa ra quả. Cái loại mà chuối rừng mà ra quả rồi bồng chín ấy thì là về sau nó nhỏ lại, còn mỗi một đoạn ngắn ở trên thôi, và nó rất là đỏ rõ rực lên. Còn cái này là hoa chuối còn non nhé. Đó, người ta mang ra đây bán. Cái này lấy về làm lộm ăn rất là mềm, rất là ngon các bạn ạ. Rồi nhiều kiểu chế biến ăn lắm. Ra chỗ này. Ra chỗ này người ta bán những cái chảo. Bên như này là những cái chảo gang, nó rất là nặng. Dùng để phục vụ trong các đám lớn, hoặc là nấu cám lợn các bạn nhé. Đó. Chảo gang to lắm. Cái thì có tai, cái thì không có tai. Cái có tai thì nó xách nó dễ hơn. Như cái này có tai này. Cái có tai thì xách nó dễ hơn này. Và người ta bán thảo quả con này, thảo quả tươi. Cái này làm gia vị đồ chấm vào cho các món thắng cố, món sốt vang. Đó. Chợ này thì nó không đặc sắc, không có nhiều thảo dược như chợ Bắc Hà. Chợ Bắc Hà thì là một phiên chợ rất nhiều thảo dược. Trước mình quay bạn xem rất là nhiều thuốc phim ở đấy rồi, thì nó đấy là cái chợ mà chuyên bán thảo dược. Đó. Quay đi quay lại mãi cái chợ đấy thì cũng rất là nhàn luôn, nên là mình đi một số phiên chợ khác mình quay bạn xem. Chợ này nó rất là đơn sơ mộc mạc nhưng mà cực kỳ là hấp dẫn. Đây, trong này cũng là một quán phở này. Đó, người ta đến đây người ta ăn phở các bạn nhé. Đến chợ là phải ăn phở. Đây, bà con đang mua dao này. Mua dao người ta sẽ gõ hai cái dao vào nhau, nó có tiếng kêu leng keng leng keng. Người ta cảm nhận tiếng nào mà nó trong, nó
đanh thì là dao đấy là dao tốt. Đó. Nhiều người ta mua kiểu kinh nghiệm như vậy ấy. Đấy, hàng vặt di động. Hàng vặt di động. Rất nhiều các thứ luôn. Mọi người đến đây mua sắm rất là nhiều và chợ này nó gần trường học con ạ. Cô đi bác ơi. Vâng. Chào cô nhá. Chỗ này là chỗ gian hàng quần áo của người Mông. Lúc trước mình quay có hai cái gian hàng thôi. Chỗ này một cái gian hàng rất là to luôn. Nó rất là rộng. Các bạn thấy quần áo người Mông nhiều chưa? Đây là những cái mũ này. Đó, mũ của người Mông, đặc biệt là mũ của con gái. Rất nhiều màu sắc và nhiều kiểu cách khác nhau ấy. Đẹp chưa các bạn này, đẹp chưa? Mũ này đội rất nhiều trong cái dịp lễ hội chợ tình vùng cao, những cái phiên chợ tình. Và đặc biệt là dịp ra Tết, bắt đầu từ mùng 2 Tết đến hết tháng Giêng là lễ hội trên vùng cao cực kỳ là nhiều luôn. Lễ hội của người Mông, lễ hội Gầu Tàu, rồi lễ hội của người Dao, người Giấy, người Lùng. Nhiều lễ hội lắm, ra Tết thì có nhiều lễ hội. Và người ta đi chơi, người ta mặc những cái trang phục đẹp nhất. Đó, để đi chơi lễ hội. Đây là những gian hàng quần áo của trẻ em. Đứng ra xa cho các bạn thấy nhiều đến mức độ như thế nào. Bạn thấy chưa, đẹp chưa? Đẹp long lanh luôn. Đó. Thôi mình đi chân này các bạn nhé. Trên này người ta bán cam quýt này, nó cam quýt giống cam quýt Mường Khương ấy, rất là ngọt luôn. Bà ơi, quýt này quýt Mường Khương hả bà? Cái này quýt Mường Khương, Lùng Cố Nhìn. Quýt của Lùng Cố Nhìn đấy. Quýt ở Lùng Cố Nhìn. Vâng. Quýt đỏ, quýt đường. Quýt đỏ, quýt đường, cực kỳ là ngọt luôn. Bà Lùng Cố Nhìn à? Vâng. Cái này thì. Vâng. Cái này thì bao tiền một cân hả bà? Đây, bà bán 10.000, chỗ này 15 cháu ạ. Vâng. To thì 15. Bé thì đẹp rồi. Vâng. Đó. Quýt Mường Khương rất là đẹp quá ạ. Rất là ngon luôn. Quýt giống ở trên Mường Khương ấy. Đó. Rồi sang bên này các bạn ơi, sang bên này là cái khu cuối chợ rồi. Và đi thẳng đường này là lên Mường Khương nhá. Đó. Người ta mua sắm rất là nhiều luôn. Chỗ này là cái bãi để xe này. Chỗ này là vào khu vực chợ mới. Mấy nữa là chợ mới sẽ họp ở đây. Đó. Hay là mình thử đi ra đây chơi một tí nhỉ. Đi vào cái khu chợ mới một tí. Người ta bảo là trong này là chợ mới mà. Cứ thi đi vào trong này xem nào. Nó để lần sau mà nếu mà có dịp lên trên này thì mình sẽ biết đường mình đi ấy. Sau này bây giờ là cái bãi để xe, để tạm để xe thôi. Mà chưa xong bạn ạ. Ôi, chưa xong. Có làm xong đâu. Đường đi lối lại thì còn rất là gập ghềnh luôn các bạn ạ. Thôi đứng ở đây quan sát sơ qua một chút. À, phía sau là có một cái đường đi khác các bạn này. Đó. Chợ mới đây. Nói chung là vẫn còn hoang sơ lắm, chưa có gì mấy. Mà nó bé nhỉ các bạn nhỉ. Bé tí luôn, nói chung là chưa xong.
Thôi bây giờ là quay trở lại chợ các bạn nhé. Ra đến khu vực này là khu vực người ta bán những cái đồ quần áo rẻ tiền nhỏ nhỏ các bạn ạ. Đó. Những cái gian hàng nhỏ thôi, chứ không phải là quá là to. Như những cái ở khu dưới kia. Những cái váy người Mông các bạn này, váy này là váy đơn giản. Váy này là váy mặc qua quần nhá. Những chị em phụ nữ người ta mặc quần xong người ta lồng những cái váy này bên ngoài này, đó tạo nên cái phong cách mà trang phục truyền thống của người Mông. Nó rất là đơn giản thôi, đây là những cái váy đơn giản rẻ tiền mấy chục nghìn thôi. Đó, ví dụ như là những chị em này này. À, những mấy chị em này là người ta cũng đang mặc cái váy này. Đó, người ta đang mặc cái những cái váy này. Nó rất là đơn giản, mặc cùng bên ngoài quần. Đó, các bạn thấy chưa? Chỗ này mình thấy người ta bán củ mài này. Chào cô nhá. Cô này là củ, gọi là củ mài nhá cô nhỉ? Củ này gọi là củ mài trên rừng, người ta đào về cái này lấy về các bạn luộc ăn, chấm đường rất là ngon, hoặc là các bạn nấu canh hầm xương. Đó, hầm xương thì cho củ này vào nấu cùng với xương rất là mềm, ăn rất là ngọt. Đó, gọi là củ mài các bạn nhé. Đó, các bạn thấy chợ trên này toàn những cái thứ nó rất là hoang sơ độc lạ thôi. Nó không có quá nhiều như chợ Bắc Hà, nhưng mà nó chợ này nó rất là mộc mạc, giữ bản sắc truyền thống ở trên Mường Khương. Đó, chỗ này là chỗ bán quần áo và đến đây là hết chợ nhá. Đó, hết chợ. Bên trên này là một số quán hàng tạp hóa. Đó, đi gần một cây số các bạn ạ. Gần một cây số, đến đây là hết chợ. Chỗ này người ta bán mía các bạn này, bán mía như lúc qua khu dưới kia người ta cũng bán đấy. Đó. Mía này bà con lấy về ăn, mua một bó 10.000, 20.000. Mía này trồng ở đâu hả anh? Cây 15. À, trồng cây 15. À, bà con trên này rất thích ăn mía các bạn nhé, nên là người ta mua mía về rất là nhiều. Mía này rất là ngọt luôn. Chào em nhá, em mặc quần áo của em. Chào anh nhá. Anh thấy em nói được tiếng Mông ấy, em là người dân tộc gì? Em á? Ừ. Em làm dâu người Mông, nên là biết nói tiếng Mông. Thế nên em là người Kinh đúng không? Không, em là người Lùng mà. Người Lùng, làm dâu người Mông, biết nói tiếng Mông, em giỏi nhỉ. Là tiếng Mông cũng khó phết đấy mà em cũng nói được. Tiếng Mông khó nhưng mà mình lấy chồng được mấy năm rồi thì phải biết nói chứ. À. Không biết nói là không biết nói chuyện với bố mẹ chồng à. Mới đầu là biết nghe xong mới đầu xong về sau biết nói nhỉ? Vâng. Phải nghe trước, hiểu trước em mới nói được. Có những câu thì nói cũng không nói được đâu. Khó nói lắm. Có những câu khó nói, thôi những câu nào dễ thì mình nói trước. Rồi ok, chào em nhá. Ở góc bên này này, góc quần áo này các bạn này. Quần áo của người Mông và chỗ này là khu trường học. Đó các bạn thấy là trường tiểu học này. Ngoài đấy là gặp rất nhiều học sinh người ta, các em ấy ra ngoài này đi mua hàng. Thế đây là trường học. Đó. Trường tiểu học này. Đó, trường tiểu học gần chợ đây các bạn ạ. Đây là trường cấp 1. Đang giờ ra chơi thể dục. Nói chung là chợ này xa lắm các bạn ạ. Đây chỗ này có bọn em thử quần áo này. Đại ơi. Xin chào anh nhá. Đây bộ này đẹp nhỉ. Đấy em mặc bộ này rất là đẹp luôn này. Đẹp luôn. Đẹp. Xinh gái thì mặc cái bộ này là càng đẹp hơn này, càng xinh hơn. Đó. Bộ này nó có cả cái vòng nhỉ? Đó, kết hợp với vòng nữa. Đấy, kết hợp cả mũ nữa, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, em cứ thử cả mũ cả bộ vào. Bộ này mà đi chơi lễ hội, bộ này mà đi chơi lễ hội chợ tình nha, trai bản kéo về làm vợ dầm dầm luôn. Thơ mà chọn anh nào thì chọn.
Đấy. Em ơi cứ ngửa mặt lên em ơi. Đây trên này các cô gái người Mông. Trên này, cái này các cô gái người Mông người ta rất là e thẹn đấy. Rất là e thẹn trước ống kính máy quay, cứ để các em mới tự nhiên nhé. Đẹp tuyệt vời. Đây em này còn ít tuổi, mười mấy tuổi thôi nên là rất là hơi ngại ngại. Thôi kệ em mới thử các bạn nhé. Chỗ này là quần áo mặt đất. Đấy cái chỗ này bên trong là cái chỗ mà bán quần áo dành riêng cho người Mông mà. Con thấy chưa? Đấy mũ này. Những cái mũ này rất là đẹp. Ôi, mũ này nó đẹp kỳ luôn này các bạn này. Đấy, mũ này là rất là tuyệt vời. Người ta bán kèm những cả bộ quần áo này. Đó. Bán kèm theo như ở nói em chủ quán này, cho em chủ quán nhá. Đấy, mũ này để kèm theo cái bộ tím tím này. Em ơi, cái mũ này có kết hợp với bộ màu hồng được không? Bộ màu hồng á? À, đây mũ màu hồng đúng rồi, mũ màu hồng thì kết hợp với bộ màu hồng. Còn mũ này màu tím thì kết hợp với bộ màu tím. Em ơi, em thử đội một tí được không? Thử đội cái này tí được không? Nhá. Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Bộ này thì đúng là màu đỏ thì cao sang, màu vàng thì kỳ diệu, màu xanh thì triệu triệu người yêu đương. Đấy, em chủ quán là người ta sẽ mặc luôn những cái bộ như này để cho khách người ta nhìn thấy nó đẹp như thế nào. Đó, bây giờ đang mặc bộ tím, nhưng nếu mà khách mà muốn xem bộ màu hồng như thế nào thì em mới có thể là sẽ mặc bộ màu hồng cho bạn xem, cho khách họ xem ấy. Đấy. Ngoài cái mũ tím ra còn có cái mũ tím kiểu này nữa cơ. Đấy. Còn có cái mũ tím kiểu này rất là đẹp, rất là nhiều luôn. Đó, bên này cũng thế này. Hàng quần áo của người Mông rất là nhiều. Bên này cũng thế này. Người ta đang chuẩn bị sắm sửa quần áo để mấy nữa đi chơi lễ hội nha các bạn nhá. Lễ hội chợ tình. Lễ hội Gò Tàu, lễ hội bắt vợ ở trên vùng cao ấy. Rất là nhiều sau Tết các bạn ạ. Từ mùng 2 Tết trở đi là bắt đầu lễ hội rất là nhiều luôn ở trên vùng cao. Và bây giờ người ta cũng sắm sửa dần đấy. Người ta sắm sửa dần các bạn ạ. Đó. Hàng quần áo người Mông. Mặc dù nó ở trong khu thấp thấp này, khu riêng biệt thôi nhưng mà rất đông người mua nhá. Đó. Rất đông người mua. Đây cũng là một trang phục người Mông các bạn này. Người Mông có nhiều trang phục lắm, màu xanh, màu đỏ. Còn đây là màu này thì màu xanh nhạt nhạt, xanh ghi, xanh màu pha ghi, pha đen nữa. Đó, nhiều kiểu. Người đi chợ mua sắm rất là nhiều luôn. Đó, còn thấy chợ tấp nập chưa? Nó không phải là quá là ầm ĩ huyên náo như những chợ khác nhưng mà nó rất là thanh bình các bạn ạ. Nó kiểu như thế, thanh bình và người dân rất là thân thiện luôn. Đấy, như thế một em gái đang mặc thử cái bộ này rất là đẹp này. Đấy, em gia đình chú sáng sáng này, nhìn cái gương này, đấy, xoay gương đẹp cực kỳ luôn. Ok, giờ có thích bộ này không? Em ơi, có thích bộ này không? em thích bộ này không? Đẹp mà nhỉ? À.
đang thử, và lại nhiều người người ta thích bộ mà nó diêm dúa như màu mè, còn nhiều người lại thích bộ kiểu này cơ đó, nhiều người thích bộ khác kiểu khác, nói chung là trang phục với Mông rất nhiều kiểu cách màu sắc khác nhau, ai thích màu nào thì màu, kiểu gì thì kiểu. Đây khu vực này là khu vực quán phở, bún phở nhá. Quán phở ở đây thì nó chia thành nhiều khu vực khác nhau, mỗi khu vực thì có tầm khoảng 2-3 quán thôi. Còn đây là khu vực nó tầm khoảng 2 quán ở hai bên này. Đó, mọi người đến đây ăn phở rải rác, chỗ thì nhiều chỗ ít. Người ta ăn phở như lúc trước mình quay bạn xem ấy, phở đỏ này, phở trắng này, đó, bún trắng này. Mọi người thích ăn loại gì thì ăn. Đó, và cái quán phở người ta cũng làm rất đơn giản thôi. Xin chào nhá. Một nồi nước dùng này và một nồi nước tráng. Nồi nước dùng thì người ta có thể là cho xương đầu này, xương ống này, hoặc là người ta luộc luôn những cái dạ dày này, đó, những cái miếng thịt rất là to, rất là ngon, thịt lợn đen ở đây để phục vụ cho khách ăn. Ai thích ăn bao nhiêu thì ăn, ăn 10, ăn 20 nghìn, 25 nghìn cũng có nhá. Mọi người tùy mà. Đó. Còn thấy trên vùng cao hay chưa? Vậy là từ đó đến giờ mình đã đưa mọi người đi khám phá trải nghiệm chợ phiên Cao Sơn, một cái phiên chợ rất là cao, rất là xa của huyện Mường Khương. Các bạn thấy được rồi. Các bạn thấy được rồi là chợ phiên trên vùng cao thật sự là hay, thật sự là khác biệt. Nó khác xa với chợ phiên ở dưới vùng thấp. Bà con trên này cũng rất là nghèo. Nó đi chợ thì chỉ mua sắm những mặt hàng nó đơn giản, rẻ tiền thôi. Và video của mình đến đây là kết thúc. Chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Trước khi các bạn rời đi thì các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh để đón xem các video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Chào các bạn nhé.